Hello cả nhà nha. Mình lại tiếp tục đi câu cá cả nhà. Thì hôm nay mình lại vào cái vị trí cũ cả nhà. Vị trí này thì cách đây một tuần mình có câu móm cho nên giờ mình quyết định quay lại. Đây nha. Vẫn là vị trí này. Cá nó đáp móng ầm ầm luôn á. Đây cá tra rất là nhiều nha. Nhưng mà chinh phục nó thì rất là khó. Rồi mình thử quay lại cả nhà xem. Con đầu tiên luôn cả nhà ơi. Chờ chút ép à. Ăn uống gì. Lên hàng. Trời ơi nhỏ xíu. Quá nhỏ luôn. Chút ép. Câu cá, thấy cá không ăn mà thấy ông nội này ông ngồi ông cầm củi ông vắt từng cục đất, thấy vất vả quá. Được con cá chốt này cả nhà, cá chốt này cá chốt giấy nha, ăn rất là ngon luôn. Có lẽ đây cũng là con cuối cùng luôn rồi, chờ nãy giờ không thấy con nào nhúc nhích luôn, chắc đi về thôi. Chắc là hẹn cả nhà cái video sau chứ lại móm cả nhà, móm nữa rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Mình phải làm lại.